Mây sầu dân phủ miền Trung, tiếng than ai oán não nùng trỗi phan. Thiên tai cướp mất thôn làng, lấy đi sinh mạng, phá tan gia đình. Nghe kìa tiếng khóc thất kinh, cảnh chồng gào, kiếm vợ mình cùng con. Đớn đau kẻ mất người còn, trông vào ai chẳng héo hon cõi lòng. Sau khi trao những phần quà yêu thương cho bà con ở tại Thừa Thiên Huế, thì đoàn từ thiện hòa hảo của chúng con đã tiếp tục đến với Hải Lăng, Quảng Trị. Các thành viên trong đoàn đang sắp xếp và mang vác các phần quà lên xe để tiếp tục đến nơi trao cho bà con ở tại nơi vùng bão lũ này. Vậy kính mời quý vị cùng theo dõi. Bao đó. Vài ba ngôi làng bị cô lập khi nước lũ ở mức cao trào. Nước dâng cao, cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Bà con chỉ biết ngồi co ro trên nóc nhà, chờ những thùng mì, những phần cơm của đội cứu hộ mang tới. Bà cô bác ở nơi đây, hôm nay thì đoàn của chúng con khi mà hay tin miền Trung của chúng ta lâm vào những cái hoàn cảnh khó khăn, cũng như là mưa bão hoặc là lũ lụt trong những ngày gần đây, thì đoàn từ thiện hòa hảo của chúng con từ ở miền Tây được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân gần xa, và các thành viên trong đoàn cũng đã hợp tâm hợp sức với nhau để làm nên một cái chuyến đi thiện nguyện về miền Trung để chia sẻ một chút tình thương đến quý ông bà cô bác ở nơi đây. Thì ngày hôm qua thì chúng con đã đi đến Thừa Thiên Huế rồi, và đêm hôm thì chúng con chuẩn bị sắp xếp để kịp thời gian để đến nơi Quảng Trị này. Mong rằng đây là những cái phần quà nho nhỏ chia sẻ đến quý vị để quý vị ở đây cảm giác như mình có được một sự động viên. Và con cũng xin cầu chúc cho quý ông bà cô bác ở đây luôn có nhiều sức khỏe và đoàn kết cùng nhau vượt qua những cái khó khăn này. Con xin cảm ơn. Kính thưa đoàn, tôi xin thay mặt cho bà con trong Càng Hưng Nhơn xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các mạnh thường quân cũng như các nhà hảo tâm, đặc biệt là các anh chị em trong đoàn đã trực tiếp mang tận tay những món quà cứu trợ này đến cho bà con hôm nay để khắc phục một phần khó khăn trong bão lụt này. Chỉ một lần nữa xin cảm ơn đoàn và chúc đoàn sức khỏe. Dự bò đến lúc mong ba gặp cơn bác loạn khó mà yên thân. Phong trần ai cũng được sang nhờ của người bằng gốc thâu. Thấy đời lao lý mà rầu, giúp cho chúng nó ngõ hầu làm ơn.
Kính thưa quý ông bà cô bác, hiện tại thì con đang có mặt ở tại An Thơ, thuộc Quảng Trị. Do đoàn thì cũng không có nhiều thời gian, và hiện tại thì do bị ảnh hưởng của bão lũ nên hiện tại ở đây vẫn còn bị nước ngập. Nên để tiết kiệm thời gian cho cả đôi bên thì các bà con đã ra đến một vùng khô ráo để tụi con trao quà. Dạ, con chào chú. Mấy ngày trước qua thì con có nghe trên báo đài là ở tại Quảng Trị của mình bị ảnh hưởng lũ lụt rất là nhiều. Hiện tại thì nước như thế này là đã rút nhiều chưa chú ạ? Dạ, cái thế này thì cũng rút nhiều rồi đó. Dạ, nhưng mà cái mùa lũ năm nay so với những cái mùa năm trước thì nó to hơn nhiều. Nó to hơn. Dạ. Năm 99 là nó chúng nhỏ thua mùa lụt năm nay. Dạ. Năm nay to hơn năm 99. Dạ. Nước lúc cao trào nhất thì nước tới đâu rồi chú? Gần tầm lúc cây cúc này. Ồ. Những cái nhà mình ở thì bị ngập như vậy thì mình phải sinh hoạt làm sao ạ? Thì này chúng chế đi cái treo lên rồi cô. Cái treo lên trên lâu mà ở nhà mô này chúng ấy không có lâu thì tới nay sinh nhà hồ có lâu thì đi tới nay nhà nhà lâu mà với hồ hồ ở họ di cư à? Dạ. Dạ. Còn như những cái thức ăn hay nước uống thì làm sao? Thức ăn uống thì này chúng chỉ đi ngày mô mà hồ tới phạt thì này chúng ăn uống thì ngày mô có thì ăn mới tùng sống. Chắc con bập quá vô cùng chứ bị chìm hết. Con nước thì nước mưa. Dạ. Ở trên đò mấy ngày. Nước quậy lớn ở trên đò mấy ngày. Khoảng thường lũ như vậy thì kéo dài khoảng bao lâu vậy chú? Nửa tháng. Ở đây nửa tháng. Dạ. Bà, nửa tháng. Và từ cái ngày mà bị lũ tới hôm nay là đã mấy ngày rồi ạ? Là 20 ngày, từ ngày bắt đầu lũ mà tới hôm nay là ngồi 20 ngày. Nhưng mà 20 ngày rồi nhưng mà nước vẫn còn như vậy à? Dạ. Ngày hôm nay thì đoàn con đến để chia sẻ phần quà của Mạnh Thường Quân ở gần xa. Dạ, rồi con cảm ơn chú đã chia sẻ với con. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Đoàn từ thiện quà của chúng con ở miền Tây. Hôm nay chúng con đến với Hải Lăng thì cũng đi được một vài nơi ở đây để chia sẻ quà cho bà con. Tại vì nghe tin là miền Trung mình chịu rất nhiều khó khăn do bão lũ. Nên ngày hôm nay thì các mạnh thường quân gần xa họ có hảo tâm quyên góp. Nên chúng con tới đây thì trước là để hỏi thăm sức khỏe cũng như là tìm hiểu về cái cuộc sống của bà con ở miền Trung thôi. Và sau đó thì chia sẻ những cái phần quà mà mạnh thường quân gần xa đã có hảo tâm quyên góp.
Dạ, thì kính chúc sức khỏe cho chú và bà con ở nơi đây và cùng nhau vượt qua những cái khó khăn trong những cái ngày tháng khắc nghiệt này. Dạ. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, xin thay mặt cho khu vực Cần Thơ. Dạ. Là xin chân thành cảm ơn đoàn thiện nguyện, quý anh chị đã có lòng hảo tâm giúp đỡ, mặc dù đường ngã xa xôi nhưng mà cũng hướng về miền Trung ruột thịt để có một chút lòng thành, có một chút quà nhỏ để mang đến cho bà con, mang một cái tấm lòng yêu thương. Là xin một lần nữa xin thay mặt cho bà con ở đây cảm ơn rất lòng quý biết ơn của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. À, kính thưa quý ông bà cô bác, thì vừa qua đoàn của con đã trao những cái phần quà cho bà con ở tại Càng An Thơ, và sau đó thì đoàn muốn giữ lại một chút kỷ niệm nên đã mời bà con mình tập trung lại và chụp một bồi hình. Kính thưa quý ông bà cô bác, hiện tại thì con đang có mặt ở tại Hội Điền, Hải Lăng, Quảng Trị để tiếp tục trao những phần quà cho bà con. Thưa quý vị, thì như chúng ta đã biết, vào năm 1939, khi đó miền Nam Việt Nam đang lâm vào cảnh lũ lụt, nước lũ nhấn chìm hết ruộng vườn, nhà cửa, làm cho Đức Huỳnh Giáo Chủ phải cất lên tiếng than, ruộng đồng chẳng có rạ rơm, trâu bò ngóng cổ, nhà nông héo lòng. Mặc dù chúng ta không nếm những vị đắng của những năm tháng đó, nhưng khi chứng kiến cảnh bầy con ngơ ngác đòi xơi bữa, lũ nhỏ giành nhau lấn chỗ ngồi, thì chúng ta một phần nào đó rất đổi thương tâm. Và đến ngày hôm nay, khi trên báo đài, trên internet cho rằng miền Trung đang lâm vào cảnh lũ lụt, thì đoàn từ thiện Hòa Hảo của chúng con nghe theo lời giáo huấn của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo là giàu lòng phước thiện, cùng với các mạnh thường quân gần xa đã quyên góp với nhau kẻ công người của để đến nơi đây chia sẻ một chút khó khăn đến với đồng bào miền Trung. Thưa quý vị, thì có một số bà con ở tại nơi Hải Lăng này, ở một cái vùng đất còn gọi là giống như một cái cồn hoặc là một cái đảo mini, do ở nơi đó thì bị cô lập với ở ngoài đất liền ở ngoài đây, nên là bà con gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ đây, đoàn của chúng con đang mang những phần quà xuống cano để đi ra nơi đó trao cho bà con. Nay đoàn chúng con đến, tuy nước lũ đã rút cạn xuống nhưng đoạn đường vào thôn vẫn chìm trong biển nước. Cả đoàn vẫn phải di chuyển bằng xuồng của người dân mới có thể đi vào được bên trong làng. Kính thưa cô bác, thì bây giờ chúng con đang trên một chiếc cano và mọi người mặc trong mình một chiếc áo phao để đi ra ở một cái vùng gọi tạm gọi là một cái cồn nhỏ mà bà con ở nơi đó. Có lẽ thì giữa một biển nước mênh mông như thế này thì cái cuộc sống và cái sự sinh hoạt về hàng ngày thì chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại thì như chúng con đi đây thì cũng cảm thấy rất là mất thời gian và cũng rất là khó khăn rồi. Thì con nghĩ là cái đời sống của quý vị ở đây cũng phải chịu ảnh hưởng như vậy. Nhìn ở đây thì có cảm giác giống như ở miền Tây vậy, giống như ở quê hương An Giang của con. Cứ mỗi năm thì cũng đều có một nước lũ tới. Nhưng mà con thiết nghĩ thì ở miền Trung sẽ khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì ở nơi đây hàng năm phải tiếp xúc với những trận bão lụt rất lớn, và mực nước dâng lên cao một cách đột ngột thì khiến cho người ta cũng không có thời gian cũng như không có sự chuẩn bị phòng chống, nên là sẽ mang lại rất nhiều cái trắc trở trong cái đời sống sinh hoạt. Và ngày hôm nay thì thấu hiểu được cái điều đó nên chúng con dù đã nhín ra chút thời gian và nhín ra chút công sức để tới nơi đây để chia sẻ một phần quà cũng như là mang sự yêu thương đến với bà con. Bước lên bờ, nhìn cảnh vật xung quanh như vẫn còn đâu đấy dấu tích của lũ, nước rút đi, để lại mảng đất phù sa bám đầy trên mặt đường,
đồ đạc trong nhà người dân để tứ tung, chống chọi mọi kiểu, làm sao để không bị lũ cuốn trôi đi. Vừa để mắt nhìn xung quanh khu làng nhỏ, với những rặng tre xanh rì, và đâu đó vẫn còn tiếng nhấp nhô của sóng nước. Các phần quà cũng lần lượt được đem lên và chuẩn bị phát cho bà con. Xin bảo cho bà con biết là đoàn từ thiện Hòa Hảo đến từ miền Tây An Giang. Đó, trước hết thì xin thay mặt cho bà con là xin chân thành cảm ơn đoàn đã quan tâm đến vùng lũ của chúng tôi thuộc về thôn Hồ Điền, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng và tỉnh Quảng Trị. Đó, trong mùa mưa lũ vừa qua thì chúng tôi đã nằm trên lũ đến hôm nay là 13 ngày. Trong tình yêu thương của chia sẻ của trung đoàn mà quan tâm đến thôn của chúng tôi thì cũng có gì hơn. Thì thay mặt cho bà con, xin chân thành cảm ơn đoàn từ thiện của Hòa Hảo đến từ miền Tây. Xin chúc đoàn luôn mạnh khỏe, an vui để chia sẻ nỗi đau của đến đây, để chia sẻ nỗi đau của bà con. Thì thay mặt cho bà con một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Dạ, con cũng xin cảm ơn chú và kính chúc cho chú luôn có nhiều sức khỏe và chúc cho bà con ở nơi đây có thêm tinh thần và cũng như nghị lực để cùng nhau vượt qua những cái khó khăn trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt này. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ. Xin quên mấy lúc giận hờn, ra tay tế độ nghe đời. Xây dần trời đất tiếc thì hết cơn bị cực tới kỳ thời lai. Cổ kim hiếm lúc nạn tay, hưng vong suy thành bằng nay. Lớn rộng ắt phải dương, muốn qua chuông khổ tìm đường bồng. Ngày kia được trở gót hai, về nơi tiên cảnh ngàn ngày đẹp. Giàu sang nghèo khó cũng người, nên ta thương hết dầu cười. Nói bé Trang. Dạ con chào cụ. Dạ. Năm nay cũng mấy mươi rồi ạ? Lâu lắm. Dạ. Cái mùa lũ ở đây là đã kéo dài bao lâu rồi cụ? 15 năm. Dạ. Bây giờ là nước đã rút xuống bớt chưa? Dạ. Rồi trong cái thời gian lũ như vậy thì nước thường nó sẽ ngập cao không? Tôi là đứng lúc đầu. Ồ, ở tại đây đứng lúc đầu rồi mình ở sao vậy? Có làm cái gác thì nhỏ. Dạ. Làm cái gác thì gác thì nhỏ. À, làm bạn. Làm một cái gác tạm để ở. Ở lúc đó. Nhưng mà trong cái thời gian đó, ví dụ như mà những lúc mà giông gió hay là như nào thì mình có đảm bảo được an toàn không? Đảm bảo an toàn, phải đi trụ. À, vậy thì tại sao mình không di dân á, tức là ở đi ra những cái nơi khác? Di dân về đây thôi. Dạ. Về cái trường đó đó. À, nghĩa là về trường đó. Dạ, di qua cái trường đó, cái chỗ để ở tạm. Ở tạm. Rồi trong cái thời gian đó mình ăn uống sinh hoạt như thế nào ạ? Cũng có chi ăn này đó. Rồi để lúc kia lúc thịt nấu ăn được nữa. Ăn mẹ như tố nữa. Để uống nữa không phạt. Bao giờ bệnh nó khô. Gia đình cụ mấy người con à? Ba đi hai ông ba già, thì ba đứa con. Đã lớn chưa? Ba đứa con lớn rồi sống buồn lũ ạ. Đi làm cho cô tiên. Dạ. Mới kia về có đợi chồng bòi. Dạ. Mới kia hưởng khi hờ cho ba người ở nhà, ba người đi làm. Dạ. Thì hiện tại thì cụ đang cũng nhờ nhỏ được tiền của con.
Hôm nay thì đoàn chúng con đến đây để chia sẻ quà, rồi chúc cho cụ có thật nhiều sức khỏe, vượt qua những cái khó khăn lũ lụt này và có nhiều thời gian để sống cùng với con với cháu. Dạ, con xin cảm ơn cụ. Kính thưa quý ông bà cô bác, thì vừa qua là đoàn đã trao 48 phần quà cho bà con ở tại nơi Hải Lăng Quảng Trị này. Thì như hồi nãy khi mà con có hỏi một cụ ở đây thì cụ cho hay là khi mà nước cao trào dâng lên á, thì quý vị nhìn cái mực mà cái nhìn vào cái trường học mà chúng ta thấy cái màu ở phía dưới nó đậm hơn cái màu ở trên đó, tức là cái mực nước nó đã dâng lên tới đó. Thì khi mà nước dâng như vậy thì những người dân ở đây người ta không thể nào ở trong nhà của họ được, nhưng mà họ phải đi dời vào bên trong ở những cái tầng trên của trường học ở. Một số thì họ có điều kiện thì họ di dân, còn không thì họ ở tạm, hoặc là họ cất những cái gác cao lên để họ ở tạm. Thì nói chung ra mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh ở đâu cũng mang một cái nỗi khổ niềm đau riêng. Nhưng mà hiện tại thì cái niềm đau, cái nỗi khổ, cái khó khăn của người miền Trung đang mang một cái tính cấp bách. Chính vì vậy mà chúng ta luôn hướng về. Thật ra thì cô bác thấy những cái phần quà mà đoàn của tụi con hay là tất cả các mạnh thường quân khác mà gửi trao thì nó cũng không phải quá to tát, nhưng mà một cái tình đồng bào dân tộc, vì cái tình ruột thịt giống nòi với nhau để mình chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau đó. Dù biết rằng những cái phần quà này có thể là chỉ giúp cho một trong một cái gia đình của bà con cô bác trong một cái khoảng thời gian ngắn nào đó thôi, nhưng mà nó là một niềm động viên, là một cái sự an ủi để họ nghĩ rằng đâu đó anh em dân tộc luôn hướng về mình, và chính vì vậy họ có được một cái nghị lực và một cái tinh thần để họ vượt qua trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt này. Và như cô bác thấy đó, hôm nay thì đâu phải chỉ một mình đoàn con đâu, mà rất nhiều đoàn khác. Hồi nãy giờ con đã chứng kiến rất nhiều đoàn họ cũng từ ở những nơi xa xôi và mang những cái vật thực tới đây để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đoàn kết gửi gắm đến mọi người như thế. Và đó là một cái tình đồng bào dân tộc mà chúng ta đáng quý, đáng trân trọng và đáng để nêu cao. Thưa quý ông bà cô bác, sau khi trao 48 phần quà cho bà con ở tại Hải Lăng Quảng Trị thì bây giờ đoàn của chúng con đã xuống cano để vào bên trong xe để tiếp tục một cuộc hành trình, và sau đó thì chúng con sẽ tiếp tục trao quà cho bà con ở tại Quảng Trị này. Từ phía trên cao nhìn xuống, một cánh đồng nước hiện ra bao trùm cả cánh đồng xanh cây trái, giờ chỉ còn lại một màu trắng xóa. Trận lũ năm nay hơn hẳn so với trận đại hồng thủy năm 1999, cách nay 20 năm. Chỉ có những ai sống ở vùng lũ, bị thiệt hại do lũ mới cảm nhận được nỗi cơ cực mà nó mang lại. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý bà con cô bác, ngày hôm nay thì được sự giới thiệu của chị Như. Trong những ngày vừa qua thì tất cả những thông tin đều hướng về miền Trung. Chúng ta đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Và chính vì vậy, hưởng ứng một cái tình đồng bào, tình dân tộc, nên chúng con cùng với các mạnh thường quân gần xa, mọi người đã hiệp tâm với nhau, kẻ công người của. Bởi vì Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là khắp Bắc Nam lạc hồng một giống, hay là Bắc Nam một dãy sơn hà. Đó là một cái tình thương đồng loại với nhau. Cho nên ngày hôm nay khi mà miền Trung đang lâm vào một cái hoàn cảnh khó khăn trắc trở, thì chúng con dù là
ở rất xa nơi này, nhưng mà thấu hiểu được nỗi khổ niềm đau của quý vị, nên đoàn đã đến nơi đây để trao những phần quà yêu thương. Để cho quý cô bác ở nơi đây cảm thấy rằng mình không bao giờ bị cô độc, mà cho dù khó khăn hay là trắc trở ra sao, thì anh em một nhà của chúng ta, đồng bào dân tộc trên khắp mọi miền đất nước luôn hướng về đây. Ở trên cái đoạn đường con đi tới đây thì gặp rất rất là nhiều đoàn cũng dán cái tấm áp phích ngoài trước là hướng về miền Trung. Thì đó cũng là cái tâm tình mà mọi người muốn gửi đến cho quý vị, để cầu chúc cho quý vị có được một cuộc sống an vui và hạnh phúc hơn, và cùng nhau đoàn kết để vượt qua khó khăn này. Thật ra thì ngày hôm nay quý vị có cảm thấy vui khi mà nhận thấy đoàn đến đây không ạ? Dạ, thì con biết rằng dù ở một cái nơi vùng núi, vùng cao nguyên rất là lạnh lẽo, nhưng mà ngày hôm nay thì quý vị đã được sưởi ấm bởi những cái tình thương của đồng bào dân tộc. Thì trước khi phát quà, con chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi ạ. Bởi vì để thấm nhuần hơn trong một cái niềm tin của tôn giáo, thì con yêu cầu quý vị ở đây mỗi người niệm ba tiếng Phật, sau đó thì mình nhận quà của bà con trong đoàn từ thiện, được không ạ? Dạ, bây giờ con niệm trước, quý vị niệm theo nha. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, lần cuối, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin cảm ơn. Nguyện cầu cho Phật mười phương gia hộ cho quý vị luôn có nhiều sức khỏe và có một cuộc sống tốt đẹp, ấm no, hạnh phúc hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Thì thay mặt thôn thì em xin cảm ơn đoàn đã giúp đỡ cho bà con trong thôn. Lòng nhân sinh khá tập rèn, thách trùng dương khai sách đèn. Ngày thánh hiền roi tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện người ưa kính thờ. Chết rồi bỏ của bơ vơ, chi bằng làm phải truyền thơ ghi trời. Xác phàm của mấy lắm hơi, hỏi dây của một mà lời đôi ba. Của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí ngọc tòa được. Nhà cô gần đây không ạ? Cách bao xa, khoảng bao xa? 15 cây từ đây mà qua bên nhà. Ở đây mình làm cái gì ra tiền để sống chị? Trồng xanh. Dạ. Làm rẫy, làm ruộng nữa. Dạ. Gia đình của cô có bao nhiêu người con ạ? Ba. Dạ. Đã lớn hết chưa? Được 17 tuổi. 14 tuổi. Ba con là đều có đến trường để học hết không? Có, trừ mặt luôn là không đi học được. Cái thu nhập mà đi làm thuê, làm rẫy, làm ruộng như vậy á, nó có đủ để trang trải trong cái cuộc sống gia đình không? Có đủ tiền cho các con ăn học không? Không đủ. Đi mượn vay đó. Dạ. Xong rồi mình làm từ từ mình trả. Cái lũ đó nó đã ảnh hưởng đến ở đây như thế nào? Có sập lỡ nhà, sập lỡ hết ruộng rẫy hết. Rồi nhà cô có bị ảnh hưởng gì không? Nhà cô thì xa bên sông. Rồi ruộng rẫy của mọi người ở đây thì đều bị sập hết.
Thường thì mỗi năm ở nơi đây bị ảnh hưởng lũ nhiều không con? Bị ảnh hưởng lũ bão nhiều không? Nhưng mà năm nay thì như thế nào? Năm nay là nhiều nhất. Thế nên là năm nay bà con khó khăn nhất. Dạ, cảm ơn cô đã chia sẻ. Chúc cô nhiều sức khỏe và cuộc sống gia đình ngày càng được hạnh phúc tốt đẹp hơn. Dạ, con xin cảm ơn. Từ chỗ phát quà đầu tiên ở tại Quảng Trị, đó là ở Hải Lăng, thì chúng con đã vượt qua hơn 80 cây số để đến nơi này thuộc tỉnh Long, hướng Hóa, Quảng Trị để phát quà cho bà con. Và giờ này thì đã hơn 6 giờ rồi, và giờ này thì trời cũng đã tối. Để tranh thủ thời gian, ngày mai đoàn phải tiến đến Quảng Bình để trao quà, nên đoàn đã quyết định phát cho bà con trong cái thời gian đã tối như thế này. Do đường xa, khi đoàn chúng con đến nơi thì trời đã sụp tối. Do đây là phần phát sinh thêm, không có chuẩn bị từ trước. Cộng thêm bà con đến nhận, không có điểm tập trung cụ thể, chỉ đứng chờ ở hai bên đường, nên việc phát quà có chút khó khăn và không kiểm được số lượng quà đã phát là bao nhiêu. Bà cô bác, hiện tại thì con đã có mặt tại tỉnh Long, hướng Hóa thuộc Quảng Trị, và đứng bên cạnh con đây là chú trưởng thôn. Hôm nay thì con sẽ hỏi chú một vài câu để cũng như là để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống cũng như là cách sinh hoạt của bà con ở tại nơi này. Dạ, con chào chú. Hôm nay thì đoàn từ thiện quả của chúng con từ miền Tây có đến đây để trao quà cho bà con. Thì con muốn biết là lũ đã về miền Trung, hay là nó rõ hơn là đã về chỗ của mình là đã được mấy ngày rồi? Dạ, lũ về là 5 đợt. Nói chung là cái nửa tháng thôi. Là một lần là lên cách ly bà con, là một lần lên lụt đó. Dạ. Cách 4-5 ngày. Khi mà được một suối mà can mà dân mà họ đi qua lại được thì đi một đoàn cho nhiều khi đo cũng ít nữa. Dạ. Nên bà con cũng khó khăn, nhưng khó khăn trong cuộc sống hoạt động. Nhưng mà cái mùa lũ năm nay so với mọi năm thì nó như thế nào ạ? Mùa lũ năm nay so với mọi năm là rất nhiều, gấp 3-4 lần năm trước. Dạ. Tan phá đất đai hoa màu nhiều, cho bà con cũng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Ở đây thì đa phần là người dân làm gì để sinh sống ạ? Dạ, đa số người dân ở đây là cây chuối, cây sắn. Dạ. Như khi có luồng lúa nữa, mà lúa khi chuyển đến đôi, bốc mùa bão đây là lúa dẹp hết. Dạ. Lúa chín nó họ thua không được, bắt lúa nó lên mông như vậy họ gặp nhiều khó khăn. Trong những cái lúc lũ về như vậy á, thì họ sống và họ sinh hoạt làm sao ạ? Dạ, chứ họ cũng sinh hoạt rồi, họ không đi ra ngoài được. Nói chung họ phải ở nhà, lúc tránh bão thì họ không đi, họ sinh hoạt rồi cũng khác được. Vì thế cô lập, không cô lập chứ không đi tất ra ngoài liên quan đến đất liền được. Dạ. Thế thì khi mà bị cô lập như vậy thì những cái lương thực thì họ, những cái lương thực hay là nước uống thì như thế nào? Dạ, nên họ nói chung từ thúc vô khi đo quá là họ mới ra ngoài chỗ không có nước lúa, họ mua về họ dùng, còn ngoài ra là họ chịu không đi được. Dạ. Nếu mà
Nếu mà có được một cái mong muốn gì á cho bà con của mình thì chú mong muốn điều gì ạ? Chú mong muốn là bà con hỗ trợ cho đồng bào nơi đây càng nhiều càng tốt, họ trải qua một cái nạn lụt lội để họ có thêm đời cuộc sống của họ cho mùa màng họ bị tan phải thôi. Chính là một tấm lòng của lòng từ thiện của cả chú. Dạ. Cảm ơn chú đã chia sẻ để cho con hiểu hơn về cuộc sống của bà con nơi đây. Chúc chú nhiều sức khỏe và chúc cho bà con nơi đây ngày càng có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn. Dạ. Cảm ơn chú. Đại diện thôn thôn cảm ơn tất cả tấm lòng của chân thân của mọi người có quan tâm đến thôn bạn chúng tôi. Dạ. Con xin cảm ơn. Dạ. Trời càng về tối, bà con đến càng đông, mà số quà thì đã sắp hết. Chúng con đã nhờ chị Như là người dắt đoàn chúng con đến đây, thông báo là quà trên xe đã sắp hết. Đêm tối, không được nhìn tận mặt quý bà con và cũng không thấy được sức ảnh hưởng như thế nào. Nhưng chắc chắn, nỗi buồn vẫn hiện lên đâu đó trong số người đến đây. Nhưng biết làm sao hơn, mà mọi chi phí của đoàn đã được dự định từ trước, do vậy mà không thể phát hết cho bà con ở nơi này. Sau khi trao những phần quà cho bà con ở tại tỉnh Long, Hướng Hóa thuộc Quảng Trị thì đoàn của chúng con đã tiếp tục lên đường đến với Quảng Bình. Và giờ đây kính mời quý cô bác cùng theo dõi lịch trình tiếp theo của đoàn nhé. Lần này với sự tham gia của các mạnh thường quân, ông Hồng Hoa Kỳ 1.000 USD, bà Hạnh Hoa Kỳ 500 USD, chú Hải Hoa Kỳ 500 USD, cô Duyên cô Liên Hoa Kỳ 5 triệu đồng, cô Hồng Đẹp Hoa Kỳ 52.336.000 đồng, cô Bích Sài Gòn 2 triệu đồng, cô Lý An Giang 10 triệu đồng, chú Thanh An Giang 5 triệu đồng, bạn cô Lý 100 USD, chú Võ Thành Xuân Hoa Kỳ 500 USD, bác sĩ Hạnh 1 triệu đồng, bác sĩ Lan 1 triệu đồng, sư Thông Nhàn trụ trì thiền viện Hương Nghiêm ở Đồng Nai 10 triệu đồng, một Phật tử ẩn danh 300.000 đồng, cô Mỹ Em 500.000 đồng, cô Thúy An An Giang 1 triệu đồng, cô Duyên Đài Loan 8.027.000 đồng, cô Trí Hoa Kỳ 1.500 USD, cô Thảo Hoa Kỳ 6 triệu đồng, cô Ly Vũng Tàu 1 triệu đồng, chú Pháp Cần Thơ 20 triệu đồng, cô Phương Cao Hoa Kỳ 250 USD, cô Hồng Kim Hoa Kỳ 200 USD, cô Ngọc Vân Hoa Kỳ 500 USD, cô Tuyết Tiền Giang 1 triệu đồng, chú Kiệt Vịnh Tre 6 triệu đồng, bà Hai Quân An Giang 200.000 đồng, cô Diệu Thanh Kiên Giang 39 triệu đồng, cô Hằng Hoa Kỳ 300 USD, Hiếu Cẩm An Giang 2 triệu đồng, bà Sáu An Giang 1 triệu đồng, cô Ngân và chú Nguyên Sài Gòn 1 triệu đồng, chú Tấn Minh Hoa Kỳ 100 USD, cô Lệ Hoa Kỳ 200 USD, chú Hiền Sài Gòn 2 triệu đồng, ông Hai Liêm An Giang 1 triệu đồng, cô Thúy Hằng Sa Đéc 900.000 đồng, cô Ngọc Trâm Đồng Tháp 1 triệu đồng, một Phật tử ẩn danh ở Vũng Tàu 5 triệu đồng, chị Phương Đồng Tháp 500.000 đồng, chú Bền Sài Gòn 1 triệu đồng, cô Trang Đào An Giang 2 triệu đồng, Nguyễn Úc Sa Đéc 5 triệu đồng, cô Quỳnh Em Bình Dương 500.000 đồng, tổng cộng
323.060.000 đồng. Với số tiền đó, đoàn đã chi cho hơn 700 phần quà cho bà con vùng lũ. Phần còn lại là các chi phí sinh hoạt khác của đoàn. Cuối lời, cầu ơn trên 10 phương chư Phật gia trì hộ độ cho bà con ở miền Trung mau sớm vượt qua khó khăn ở hiện tại. Gửi lời tri ân chân thành nhất đến các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân gần xa. Kính chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe và tiếp tục với công việc thiện nguyện đầy ý nghĩa này. Xin chân thành cảm ơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.